thì chúng ta thấy rằng là tăng huyết áp thì tối ưu hóa việc điều trị tăng huyết áp đang tập trung vào cái việc là giảm nguy cơ tim mạch thông qua giảm huyết áp trung bình. Tuy nhiên thì cách tiếp cận này thì vẫn chưa loại bỏ được tất cả các nguy cơ mà liên quan đến tăng huyết áp, và thành phần nào của tăng huyết áp gây ra các biến cố mạch máu thì vẫn còn chưa được hiểu rõ. Huyết áp trung bình, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương thì rõ ràng là quan trọng, nhưng mà các yếu tố khác chẳng hạn như là sự biến thiên của huyết áp hay là sự thay đổi của huyết áp theo thời gian hoặc là sự không ổn định của huyết áp, tức là sự dao động thoáng qua của huyết áp thì cũng đóng một vai trò nhất định. Và ngày nay thì đã có những cái bằng chứng để chứng minh được cái vai trò của biến thiên huyết áp như một yếu tố dự báo độc lập về nguy cơ tim mạch, có thể là độc lập với con số huyết áp. Và đấy là nội dung của bài trình bày ngày hôm nay, đó là biến thiên huyết áp và kiểm soát nó ở những bệnh nhân tăng huyết áp. Thì chúng ta thấy rằng tình hình tăng huyết áp hiện nay trên thế giới thì đến tháng 5 năm 2019, trong một cái chiến dịch toàn cầu sàng lọc về tăng huyết áp của Hội Tăng Huyết Áp Quốc tế, thì người ta đã làm cái chiến dịch thường niên. Đây là một trong những chiến dịch mà lớn nhất từ trước đến nay để nhằm nâng cao cái nhận thức về huyết áp cho người dân. Và trong cái chiến dịch này thì có hơn 1.500 người lớn hơn bằng 18 tuổi ở nhiều quốc gia và được tầm soát về huyết áp và việc quản lý huyết áp của mình. Thì trong số hơn 1.500 người này thì có khoảng 32% thì chưa được đo cái chỉ số huyết áp trước đây bao giờ. Có khoảng 4%, có nghĩa là khoảng hơn 1/3 những người này là bị tăng huyết áp. Và trong số những người tăng huyết áp thì có tầm khoảng 58,7% là biết về bệnh tăng huyết áp của mình, và gần một nửa đâu đó thì đã không biết được là mình có tăng huyết áp trước đó. Và trong số những người bị tăng huyết áp thì có khoảng 54,7% điều trị thuốc huyết áp, và 57,8% trong đó thì đạt huyết áp mục tiêu là dưới 140/90. Những cái con số này cho chúng ta thấy là chúng ta vẫn cần phải thúc đẩy những cái nỗ lực trong việc phát hiện và quản lý tăng huyết áp tốt hơn nữa, đúng không ạ, trong cộng đồng. Bởi vì là tăng huyết áp là một cái yếu tố nguy cơ lớn nhất góp phần vào gánh nặng bệnh tật và tử vong ở trên toàn cầu. Thì đây là một cái yếu tố nguy cơ phổ biến nhất mà góp phần làm gia tăng đáng kể các bệnh tim mạch do xơ vữa như là đột quỵ, bệnh tim, bệnh thận mạn, bệnh mạch máu lớn, và cũng đồng thời là một cái yếu tố dự báo mạnh mẽ tỷ lệ tử vong do tim mạch. Trong một cái phân tích tổng hợp trên 1 triệu người của 61 nghiên cứu tiền cứu thì người ta thấy là tỷ lệ tử vong do đột quỵ sẽ tăng theo tuổi và tăng theo chỉ số huyết áp. Và tăng huyết áp thì là một cái yếu tố nguy cơ phổ biến nhất mà có thể điều trị được. Lợi ích của việc điều trị hạ huyết áp để phòng ngừa bệnh tim mạch thì đã được chứng minh rõ ràng. Các phân tích thì cho thấy là cái sự giảm nguy cơ tương đối của biến cố tim mạch thì tỷ lệ với mức độ giảm huyết áp đạt được giảm mỗi 10 mm thủy ngân huyết áp tâm thu cũng đã làm giảm được đáng kể các cái nguy cơ mắc các biến cố về tim mạch chính, bệnh mạch vành, đột quỵ, suy tim, và qua đó giảm được khoảng 13% tổng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Và cũng trong cái phân tích này thì người ta thấy rằng là chuyện kênh canxi thì vượt trội hơn các thuốc khác trong cái việc ngăn ngừa đột quỵ. Tuy nhiên thì để phòng ngừa đột quỵ thì có phải chỉ cần là kiểm soát con số huyết áp là đủ hay không? Bởi vì người ta thấy vẫn còn có những cái nguy cơ tồn dư ở những bệnh nhân tăng huyết áp dù đã kiểm soát được huyết áp mục tiêu. Đây là một cái nghiên cứu trên hơn 26.000 đề nghị điểm cầu nào tắt máy đi ạ, tắt bích. Đây là một cái nghiên cứu trên hơn 26.000 người từ 45 tuổi, cả da đen và da trắng, và người ta theo dõi cái tỷ lệ đột quỵ ở những bệnh nhân này. Đây là những người mà có mức huyết áp bình thường và tăng huyết áp độ 1, độ 2, và có sử dụng thuốc tăng huyết áp có thể 1, 2 hoặc 3 hoặc là hơn 3 loại thuốc tăng huyết áp. Và người ta nghiên cứu theo dõi trong trung bình 6,3 năm về cái tần suất mắc đột quỵ ở cái nhóm quần thể này. Thì người ta thấy rằng là duy trì cái huyết áp bình thường bằng thuốc ấy có một hiệu quả lớn. Gần một nửa dân số chung trong cái nhóm này thì được điều trị theo hướng dẫn là đạt được huyết áp mục tiêu tâm thu dưới 140. Tuy nhiên ở trong những cái nhóm mà có kiểm soát được cái huyết áp thì cái nguy cơ về đột quỵ thì vẫn cao hơn so với những nhóm mà không tăng huyết áp và không cần phải dùng thuốc tăng huyết áp. Như vậy thì cái liệu pháp điều trị tăng huyết áp hiện tại thì tuy nó giảm được khoảng 1/3 cái tỷ lệ biến cố về tim mạch nói chung, nhưng mà cái liệu pháp này nó vẫn chưa thể loại bỏ hết được tất cả các nguy cơ liên quan đến tăng huyết áp. Tức là một kết quả thì có ý nghĩa nhưng rõ ràng là vẫn chưa tối ưu, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì người ta thấy rằng là sự thay đổi của huyết áp cũng có thể có một cái vai trò quan trọng trong cái sự tiến triển của tăng huyết áp đến tổn thương cơ quan đích. Trong cái nghiên cứu của Tata Score và Cộng sự thì người ta thấy rằng là biến thiên huyết áp lúc thức được đánh giá bằng Holter huyết áp 24 giờ thì có mối tương quan có ý nghĩa với tổn thương cơ quan đích. Cận lâm sàng ở đây đó là độ dày lớp trung nội mạc động mạch cảnh và khối lượng cơ thất trái.
không phụ thuộc vào huyết áp trung bình ở những người mà mới được chẩn đoán tăng huyết áp và những người mà tăng huyết áp chưa được điều trị. Như vậy thì ở cùng một cái mức huyết áp trung bình, tâm thu trung bình, nhưng mà cái tăng biến thiên huyết áp nó làm tăng tần số và mức độ tổn thương của cơ quan đích. Và sau này thì chúng ta còn có nhiều nghiên cứu khác nữa để khẳng định, chứng minh được cái vai trò của biến thiên huyết áp và vai trò của nó trong chuỗi bệnh lý tim mạch. Vậy thì sau đây thì xin được trình bày kỹ hơn về biến thiên huyết áp. Biến thiên huyết áp là gì? Thì đây là một cái thông số sinh lý đặc trưng bởi sự dao động liên tục của huyết áp xảy ra theo thời gian. Và biến thiên huyết áp là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố bên ngoài và bên trong. Các yếu tố bên trong đó là những cái cơ chế điều hòa tim mạch nội tại, ví dụ như thông qua trung tâm thần kinh, phản xạ thần kinh, rồi hệ thống hormone thể dịch. Như đã trình bày thì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến biến thiên huyết áp, ví dụ như là yếu tố bên ngoài như là vấn đề về môi trường. Biến thiên huyết áp sẽ thay đổi theo mùa, độ cao, rồi nhiệt độ, rồi theo những thay đổi dựa trên những cái thay đổi về hành vi, cảm xúc. Ví dụ như là khi căng thẳng này, khi đau thì biến thiên huyết áp cũng sẽ thay đổi, hoặc là khi vận động, khi hút thuốc, uống rượu, và các cơ chế điều hòa tim mạch cũng ảnh hưởng đến biến thiên huyết áp để nhằm duy trì cái mức cân bằng huyết áp. Những cái cơ chế này nó phối hợp với nhau để nhằm đảm bảo tưới máu của các cơ quan đầy đủ liên tục và có thể điều chỉnh mức huyết áp để đáp ứng những cái nhu cầu thay đổi trong các cái tình huống khác nhau. Ví dụ như là tăng huyết áp sẽ tăng lên khi mà đối mặt với lại căng thẳng về thể chất hoặc là tinh thần, và giảm huyết áp khi ngủ. Và tóm lại thì biến thiên huyết áp thì có thể chia thành những cái thay đổi mà không có tính chất thường xuyên, tức là những cái thay đổi ngẫu nhiên thất thường, và những cái thay đổi có tính chất thường xuyên, ví dụ như là nhịp sinh học, hay là những thay đổi liên quan đến chu kỳ thời gian, ví dụ như là hiện tượng trũng huyết áp ban đêm khi ngủ, hoặc là tăng huyết áp buổi sáng, hoặc là những cái biến thiên huyết áp theo mùa. Và cái biến thiên huyết áp ở mỗi cá thể sẽ là khác nhau. Ví dụ trong hình A thì những là người có một biến thiên huyết áp thấp theo thời gian theo dõi. Còn trong hình B đó là bệnh nhân mà có biến thiên huyết áp cao hơn cả huyết áp tâm thu và tâm trương. Ở biến thiên huyết áp thì có thể được theo dõi trong thời gian ngắn hạn và dài hạn. Người ta chia thành biến thiên huyết áp rất ngắn hạn. Đó là những biến thiên huyết áp theo nhịp tim, theo giây, rồi theo phút, thì sẽ phải dựa vào cái máy phân tích huyết áp đặc biệt. Biến thiên huyết áp ngắn là biến thiên huyết áp theo giờ, được thể hiện thông qua đo huyết áp 24 giờ. Biến thiên huyết áp trung hạn là biến thiên huyết áp theo ngày. Chúng ta hướng dẫn bệnh nhân theo dõi huyết áp tại nhà hàng ngày. Và biến thiên huyết áp dài hạn thì cũng được đề cập, đó là những biến thiên huyết áp theo các lần thăm khám, được đo huyết áp tại phòng khám. Nó thể hiện cái sự thay đổi của huyết áp theo mùa và thay đổi giữa các lần khám tại phòng khám trong nhiều tháng hoặc là nhiều năm. Đây là một cái dao động huyết áp bình thường ở trong ngày. Huyết áp nó sẽ không phải là một cái con số nhất định, mà nó sẽ có những cái hiện tượng sinh lý, ví dụ như là trũng huyết áp về ban đêm. Nói chung đó là cái mức giảm của huyết áp tâm thu và tâm trương ban đêm sẽ lớn hơn khoảng 10% so với cái giá trị trung bình lúc thức, và một cái hiện tượng là tăng huyết áp lúc sáng sớm. Và bệnh nhân tăng huyết áp thì lại thường có những cái bất thường về biến thiên huyết áp theo chu kỳ sinh học, với cái mô hình là không có hiện tượng trũng huyết áp về ban đêm nhưng mà lại tăng vọt huyết áp về sáng sớm. Và đây cũng chính là những cái yếu tố mà thúc đẩy những cái tổn thương cơ quan đích, và nó có thể độc lập với lại cái giá trị huyết áp trung bình. Và nói thêm về cái đánh giá về biến thiên huyết áp 24 giờ thì người ta thường không đánh giá về cái độ lệch chuẩn của biến thiên huyết áp trong cả ngày đêm 24 giờ, mà người ta sẽ chia ra biến thiên huyết áp ban ngày và biến thiên huyết áp ban đêm, bởi vì nó có những cái biến đổi về sinh lý, về huyết áp giữa ban ngày, giữa lúc thức với lúc ngủ. Và trở lại một chút là hiện tượng về tăng vọt huyết áp lúc sáng sớm, thì tăng vọt huyết áp lúc sáng sớm thì nó được đánh giá bởi một số cái tác giả. Người ta có đề xuất những cái cách đánh giá về cái hiện tượng tăng vọt huyết áp lúc sáng sớm, chủ yếu nó sẽ bao gồm, nó sẽ tính bằng cái huyết áp mà lúc thức, lúc mới ngủ dậy buổi sáng, trừ đi những huyết áp lúc ngủ. Ví dụ như là theo Cairo và cộng sự thì người ta đánh giá huyết áp tăng vọt huyết áp lúc sáng sớm là khi mà huyết áp tâm thu trung bình trong 2 giờ sau khi thức dậy, trừ đi cái huyết áp tâm thu mà thấp nhất trong khi ngủ, loanh quanh trong vòng 1 giờ thấp nhất đấy, nếu như lớn hơn bằng 55mm thủy ngân, đó là có sự tăng vọt huyết áp lúc sáng sớm. Và ví dụ như là bệnh nhân đầu tiên thì cái sự tăng vọt huyết áp lúc sáng sớm ở đáp ứng ở mức bình thường thích hợp. Bệnh nhân B thì có cái sự tăng vọt huyết áp mạnh, và bệnh nhân C thì cái mức huyết áp thì vọt lên cao hơn và có sự biến thiên huyết áp có quá mức. Và người ta cũng chứng minh được rằng là tăng huyết áp lúc sáng sớm thì nó liên quan đến việc tăng cái biến cố nhồi máu não yên lặng và tăng cái tần suất đột quỵ. Người ta thấy là đây là một tăng huyết áp buổi sáng thì bình thường nó sẽ là một cái hiện tượng sinh lý, nhưng mà nếu mà tăng huyết áp quá mức vào buổi sáng thì cũng sẽ là một cái yếu tố nguy cơ về tim mạch.
Tương tự với cái bệnh lý đột quỵ thì bệnh lý nhồi máu cơ tim, cái thời gian thường gặp nhồi máu cơ tim cũng hay gặp vào những giờ sáng, ví dụ từ 6 giờ đến 10 giờ sáng. Người ta thấy rằng thời điểm khởi phát của các biến cố tim mạch thì thường tương đồng chặt chẽ với cái nhịp sinh học của huyết áp. Và ngược lại thì người ta thấy rằng là giảm huyết áp buổi sáng thì có thể giúp phòng ngừa các biến cố tim mạch, và được đề nghị là mục tiêu điều trị để phòng ngừa bệnh mạch máu, hội chứng mạch vành, loạn nhịp, đột tử do tim và tử vong do mọi nguyên nhân và đột quỵ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu điều trị huyết áp ở đây không chỉ giảm về con số huyết áp mà giảm sự biến thiên huyết áp, bao gồm cả sự tăng vòi huyết áp lúc sáng sớm cũng cần được đề xuất là một mục tiêu khá quan trọng để kiểm soát toàn diện những cái yếu tố liên quan đến huyết áp ở những bệnh nhân tăng huyết áp. Và ở phòng khám thì việc hướng dẫn bệnh nhân đo huyết áp buổi sáng thì là một cái việc làm khá là dễ dàng và thiết thực để kiểm soát cái quá trình điều trị của bệnh nhân. Ngoài tăng huyết áp buổi sáng thì biến thiên huyết áp theo ngày cũng là một cái yếu tố tiên lượng độc lập với cái nguy cơ tim mạch. Đây là một cái nghiên cứu quan sát ở trên hơn 2.400 cư dân người Nhật Bản tuổi từ khoảng 35 đến 96, một nửa thì có tăng huyết áp và thời gian theo dõi trung bình là 11,9 năm. Và người ta đã đánh giá sử dụng cái hồi quy cốc để tính cái tỷ lệ biến cố sau khi đã hiệu chỉnh các yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như là tuổi, giới, béo phì, hút thuốc, tăng huyết áp tâm thu, rồi nhịp tim, vân vân. Và người ta đã tính được cái sự gia tăng trong biến thiên huyết áp tâm thu của cộng 1 SD giữa các cá thể thì có liên quan đến cái việc tăng tỷ lệ tử vong do tim mạch và tỷ lệ tử vong do đột quỵ. Tương tự như vậy thì biến thiên huyết áp theo thời gian dài cũng làm tăng cái nguy cơ của bệnh mạch máu não. GCAP là một cái nghiên cứu dịch tễ của 686 bệnh nhân lớn tuổi, lớn hơn bằng 65 tuổi, không có sa sút về trí tuệ. Và huyết áp thì được đo mỗi 24 giờ, tức là đeo một cái holter huyết áp trong hơn 3 lần thăm khám và trung bình là trong 24 tháng. Thì những bệnh nhân này được chia làm 4 nhóm dựa vào huyết áp trung bình và biến thiên huyết áp cao hay là thấp. Và người ta đánh giá trên chụp MRI về cái đậm độ chất trắng của não là một cái yếu tố mà liên quan đến sự suy giảm nhận thức và mất chức năng, và đánh giá về cái tỷ lệ nhồi máu não thông qua theo dõi trong 24 tháng ở những nhóm đối tượng này. Thì người ta thấy rằng là đây là 4 nhóm những bệnh nhân có chỉ số huyết áp trung bình thấp, độ biến thiên huyết áp thấp, huyết áp trung bình thấp, độ biến thiên huyết áp cao, huyết áp trung bình cao, độ biến thiên huyết áp thấp, và huyết áp trung bình cao, độ biến thiên huyết áp cũng cao. Và người ta thấy rằng là qua thời gian theo dõi thì cái đậm độ chất trắng ở não tăng tuyến tính ở cả 4 nhóm, và tăng cao nhất là ở nhóm mà có huyết áp trung bình cao và biến thiên huyết áp cũng cao. Và tương tự như vậy thì cái tỷ lệ đột quỵ cũng tăng cao nhất ở cái nhóm này. Và người ta thấy rằng là rõ ràng là bên cạnh việc tăng trị số của huyết áp trung bình thì tăng biến thiên huyết áp cũng đi kèm với tăng nguy cơ của tai biến mạch não. Và biến thiên huyết áp theo lần khám cũng là một cái yếu tố quan trọng mà tiên lượng đột quỵ ở những bệnh nhân tăng huyết áp. Đây là một cái thử nghiệm rất lớn về tăng huyết áp, là một cái nền tảng để lựa chọn thuốc điều trị tăng huyết áp ngày nay. Đấy là cái nghiên cứu Ascot BPLA trên hơn 19.000 bệnh nhân tuổi từ khoảng 40 đến 79 có tăng huyết áp và có tối thiểu là 3 yếu tố nguy cơ tim mạch khác. Thì những bệnh nhân này được chia làm hai nhóm là sử dụng amlodipine và một nhóm sử dụng atenolol. Nếu mà không kiểm soát được mục tiêu thì nhóm amlodipine sẽ phối hợp với nhóm pyridoxine, và nhóm atenolol thì sẽ phối hợp với một loại tiểu là thiazid. Và thời gian nghiên cứu dự kiến ban đầu là 5,5 năm. Người ta đánh giá về cái biến thiên huyết áp cũng như là cái con số huyết áp, tiên lượng liên quan đến cái tỷ lệ về đột quỵ và biến cố mạch vành như thế nào ở nhóm đối tượng này. Thì cái nghiên cứu này đã phải kết thúc sớm hơn thời hạn do cái gọi là ưu điểm vượt trội ở nhóm ở nhóm amlodipine và phối hợp với pyridoxine. Và nó đã phải kết thúc trong khoảng 5 năm và cho một cái kết quả là cái nhóm phối hợp giữa chạy kênh canxi và ức chế men chuyển thì cái hiệu quả hạ áp tốt hơn, giảm biến thiên huyết áp tốt hơn và qua đó giảm được cái biến cố về tim mạch có nghĩa thống kê so với nhóm sử dụng atenolol và lợi tiểu thiazid. Ví dụ như là tỷ lệ nguy cơ ở cái nhóm về đột quỵ ở cái nhóm mà có biến thiên huyết áp cao so với nhóm biến thiên huyết áp thấp ở trong cái bảng này là 3,25 với P có nghĩa thống kê. Và tương tự thì biến thiên huyết áp theo lần khám cũng là một cái yếu tố tiên lượng của đột quỵ cho những bệnh nhân mà có tiền sử thiếu máu não thoáng qua. Người ta phân tích cái thử nghiệm này để nhằm đánh giá cái nghiên cứu đột quỵ liên quan đến cái biến thiên huyết áp qua các lần khám, biểu thị bằng độ lệch chuẩn SD và các cái thông số huyết áp tối đa, huyết áp trung bình được thu thập. Và người ta thấy rằng là trong mỗi cái thuần tập TIA thì cái biến thiên huyết áp theo lần khám thì là một cái yếu tố tiên lượng mạnh của cái cơn đột quỵ tiếp theo và độc lập với lại huyết áp
tâm thu trung bình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong điều trị tăng huyết áp thì giảm được cái mục tiêu huyết áp cũng đã là một cái thành công. Tuy nhiên thì giảm biến thiên huyết áp cũng là một cái mục tiêu rất là quan trọng để giúp phòng ngừa những cái biến cố ở những bệnh nhân tăng huyết áp. Và theo khuyến cáo của ESC năm 2013 về tăng huyết áp thì Hiệp hội Tim mạch Châu Âu họ cũng lưu ý là cần phải lưu tâm đến biến thiên huyết áp giữa các lần khám như là một cái yếu tố nguy cơ tim mạch độc lập với huyết áp trung bình khi điều trị huyết áp tăng huyết áp lâu dài, và do đó hiệu quả bảo vệ tim mạch thì sẽ lớn hơn đối với những bệnh nhân mà có ít biến động huyết áp giữa các lần khám. Và như vậy thì để kiểm soát huyết áp một cách tối ưu thì chúng ta cần phải có sử dụng những cái chiến lược mà nó giúp làm hạ một cách nhất quán và đầy đủ huyết áp trong 24 giờ, duy trì nhịp sinh học bình thường của huyết áp, không làm tăng cái biến thiên huyết áp và giúp tối ưu hóa sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Và biến thiên huyết áp thì được biết là giảm cùng với lại cái sự giảm của huyết áp trung bình khi điều trị bằng các thuốc hạ áp. Tuy nhiên thì không phải là cái thuốc hạ áp nào nó cũng có những cái vai trò giống nhau trong cái việc mà làm giảm biến thiên huyết áp. Đây là một cái phân tích gộp trên 389 nghiên cứu về các thuốc điều trị tăng huyết áp liên quan đến biến thiên huyết áp, thì người ta thấy rằng là chạy kênh canxi và lợi tiểu không phải nhóm lợi tiểu khoai ấy, thì có cái vai trò làm giảm biến thiên huyết áp, trong khi đó ức chế men chuyển ức chế thụ thể và chạy beta giao cảm thì lại không đạt được cái mục tiêu này. Và với chạy kênh canxi thì sự giảm của biến thiên huyết áp so với placebo thì là lớn nhất. Trong các cái nhóm thuốc chạy kênh canxi thì chúng ta đã biết là nó có nhóm phân ra nhóm dihydropyridine và nandihydropyridine dựa trên tác động chủ yếu trên tim hay là trên mạch. Trong nhóm dihydropyridine chủ yếu tác động trên mạch thì chúng ta đã rất là quen thuộc với một cái thuốc là nifedipine, đúng không ạ? Trước đây chúng ta còn có những cái viên nang nifedipine phóng thích nhanh những bệnh nhân nào lên cơn tăng huyết áp thì nhỏ dưới lưỡi vài giọt đấy. Tuy nhiên thì sau này người ta đã thấy rằng là những cái thuốc mà tác dụng nhanh và thời gian tác dụng ngắn như thế này ấy, thì nó sẽ làm giãn mạch ngoại vi và giảm huyết áp rất là nhanh chóng, và sau đó thì nó sẽ gây ra những cái phản xạ giao cảm và nó gây ra tăng nhịp tim, và cái thời gian bán thải của thuốc rất ngắn, vì vậy nó cũng không thể kiểm soát được huyết áp 24 giờ. Vì vậy nên sau này các cái dihydropyridine tác dụng ngắn ở liều cao thì có thể thúc đẩy các biến cố nặng hơn của bệnh tim mạch, đau thắt ngực. Và vì vậy sau này thì người ta đã sản xuất ra các cái DHP mà có tác dụng dài và không còn có tác dụng phụ như vậy nữa. Và cái một trong những cái thuốc mà chúng ta khá là quen thuộc thuộc nhóm thuộc thế hệ thứ 3 của nhóm dihydropyridine đó là amlodipine, là một cái thuốc mà có tác dụng lâu dài, kéo dài trên lâm sàng với T/2 của nó lên đến 30 đến 50 giờ và cho phép thuốc chỉ cần sử dụng một lần một ngày duy nhất. Đây là cái thuốc mà có thời gian bán hủy là dài nhất trong số các nhóm thuốc cùng loại. Và so sánh với lại các cái nhóm thuốc khác, ví dụ như là so sánh với van sắc tăng là một ức chế thụ thể, thì người ta đánh giá ở những cái bệnh nhân mà có bệnh nhân được đeo holter huyết áp 24 giờ và đánh giá huyết áp 24 giờ và hiện tượng tăng huyết áp buổi sáng, so sánh giữa hai nhóm sử dụng amlodipine và van sắc tăng, thì người ta thấy rằng là cả hai thuốc này đều làm giảm đáng kể cái huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương 24 giờ. Tuy nhiên thì tác dụng hạ huyết áp của amlodipine thì vượt trội hơn so với van sắc tăng về cái việc hạ giảm huyết áp tâm thu 24 giờ và huyết áp tâm thu buổi sáng. Còn mức giảm huyết áp tâm thu về ban đêm thì tương tự nhau. Và qua đó thì mức giảm hiện tượng tăng vọt huyết áp buổi sáng ở nhóm sử dụng amlodipine thì tốt hơn so với nhóm van sắc tăng. Và đây là cái nghiên cứu ASCOT mà tôi đã trình bày. Thì sự thay đổi về biến thiên huyết áp qua các lần khám và huyết áp tâm thu tối đa thì là những cái yếu tố dự báo mạnh mẽ về biến cố về mạch máu não. Và ở trong cái nghiên cứu này thì biến thiên huyết áp ở nhóm sử dụng amlodipine rõ ràng là thấp hơn so với nhóm sử dụng là atenolol. Và ngoài ra thì người ta còn so sánh ở trong cái nghiên cứu này những cái bệnh nhân mà có biến thiên huyết áp nhiều nhất với những cái bệnh nhân mà có biến thiên huyết áp ít nhất, thì người ta cũng tìm thấy được cái mối liên hệ chặt chẽ với cái nguy cơ tăng đột quỵ ở những nhóm bệnh nhân mà có tăng biến thiên huyết áp nhiều. Đây là một cái nghiên cứu cộng gộp rất lớn dựa trên những cái nghiên cứu nhiều nghiên cứu lớn khác nữa để đánh giá về cái hiệu quả đột quỵ và nhồi máu cơ tim của amlodipine và các thuốc điều trị tăng huyết áp khác. Bằng cách người ta phân tích những cái nghiên cứu về tăng huyết áp trước đó, và riêng về đột quỵ thì người ta thấy rằng là hiệu quả giảm nguy cơ đột quỵ của amlodipine thì tốt hơn so với những cái thuốc cùng loại và tốt nhất so với giả dược. Có lẽ là cũng nó liên quan đến cái tác dụng là hạ huyết áp cũng như là kiểm soát được cái biến thiên huyết áp 24 giờ của nhóm thuốc amlodipine.
Và để kết luận cho bài trình bày ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là mặc dù thì biến thiên huyết áp thường không được phát hiện, nhưng mà sự không ổn định của biến thiên huyết áp thì có những cái vai trò quan trọng trong sự tiến triển của tổn thương cơ quan đích và trong việc khởi phát các cái biến cố tim mạch. Và biến thiên huyết áp thì cần phải được đánh giá cùng với trị số huyết áp của bệnh nhân tại nhà hoặc là tại phòng khám. Và để cải thiện kết quả của điều trị biến thiên huyết áp mà không phát sinh thêm chi phí thì việc lựa chọn các thuốc hạ áp tác dụng kéo dài, đặc biệt là nhóm chặn kênh canxi cũng có thể là một cái lựa chọn phù hợp trên lâm sàng. Em xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị đồng nghiệp ạ.